个人，单身一个我，昂然独行，身心若起，航向天际，拥抱星月吻。得一个人，竟也不孤单，作伴有我梦，我影我身。沐浴里面，自由自在人，前路是命运与缘分。用我一阙歌，一个心，来为我未来一日探问。问你几次愿，多少爱，才在一生永远住下人。常为我透滚透肉透心上，是否愿意今生陪我一阵，话说你也是得一个人，用我一阙歌，一个心，来为一生永远住下人，常为我透滚透肉透心上。Tống Từ nổi tiếng với cái tên là Quan Tài, mọi người đều khinh bỉ anh ta là tai họa. Cũng may anh ta đại nạn bất tử, gặp được một danh sư ở nghĩa trang, học được bản lĩnh khám nghiệm tử thi. Hơn nữa còn có không ít diễm phúc, lúc nào cũng có hai vị mỹ nhân Đường Tư và Nhiếp Phong đi cùng làm mọi người ngưỡng mộ. Sau này do phá nhiều kỳ án, còn biên soạn một quyển Tẩy Quan Lục Tập, trở thành vị pháp y đại sư đầu tiên của Trung Hoa. Đồng thời còn cưới được hai vị gia nhân, cuộc sống mỹ mãn vô cùng. Đáng tiếc Tống Từ mệnh phạm cô tinh, trên đường anh ta đưa hai vị kiều thê đến Hồ Nam để nhậm chức đề điển hình dục ti. Đi qua trấn Long Hưng vì một vụ án đơn giản, không ngờ đã thay đổi cuộc đời của Tống Từ. Không lẽ anh ta khó nghịch ý trời, suốt đời gặp tai ương? Mẹ của Thảo Dân bị bệnh lao đã lâu rồi, chắc chắn là chết vì bệnh đó. Dạ phải, thật ra cũng không cần các vị đại nhân kiểm tra đâu, để chúng tôi mau chóng thu xếp hậu sự cho mẹ của chúng tôi. May mắn có đề hình đại nhân ngang qua trấn Hưng Long để đề hình đại nhân khám nghiệm xong rồi mới quyết định đi. Đại nhân, theo kinh nghiệm của thuộc hạ, nạn nhân không bị thương tổn cũng không phải trúng độc, có lẽ là chết do bệnh. Có bảo lần này đề hình đại nhân không còn đất để dụng võ rồi. Dương Ngọ Tác, những người chết vì bệnh tật thông thường sắc mặt luôn ngả vàng, móng tay thâm đen, vùng bụng trương cứng. Còn người chết này thì sắc mặt hồng hào, móng tay không có gì khác thường, hơn nữa vùng bụng rất mềm. Bốn đề hình cho rằng cái chết này rất khả nghi. Người phương Nam mới đến nơi này vì tránh rét, thông thường đều đốt than sưởi ấm trong căn phòng kín. Làm như vậy sẽ có nguy cơ chết vì trúng độc than. Đại Tẩu, cô là người phương Bắc phải không? Nương tử của tôi tốt bụng lắm, thường ngày hiếu thảo với mẹ chồng, tuyệt đối không vô hại mẹ chồng đâu. Dùng bông gòn nhét kẻ hở, ở đây lại có dấu vết để lò than, trên người cô còn dính đầy bụi than. Đành rằng bệnh tật lâu ngày khó chữa khỏi, nhưng có điều cô đâu cần nhẫn tâm như vậy. Thật ra tôi cũng không muốn làm như vậy đâu, tại mẹ của tôi mang bệnh nhiều năm rồi, mẹ không chịu được sự đau khổ, mẹ đã cầu xin tôi giúp mẹ kết liễu tàn sinh mà. Á phụ nữ độc ác này còn muốn xảo biện hả? Tôi không, không có. Cũng may đầy hình đại nhân anh binh vạch trần quỷ kế của người. Người đâu? Dạ. Vậy về nhà mà. Đừng bắt chúng tôi. Tôi không muốn làm người ác ác đâu. Đừng. Tôi không muốn làm người độc ác. Không. Đương tử. Đương tử à? Đương tử. Quả nhiên thanh minh chi hạ vô hư sĩ, đại nhân dốc chút công sức đã phá được vụ án mưu sát mẹ chồng của ả phụ nữ độc ác này, thật sự làm hạ quan mở rộng tầm nhìn. Thật ra thì nạn nhân tuổi tác đã cao, cộng thêm căn bệnh nan y, có lẽ cũng không sống được bao lâu. Cô ta vì muốn giải thoát đau khổ giùm cho mẹ chồng cho nên mới tạo ra bi kịch thôi.
đúng là nhân tình pháp lý lưỡng nan toàn. Quả nhiên đại hình đại nhân có tấm lòng nhân hậu, khó trách ông trời đặc biệt chiêu cố ngài. Hôm nay không chỉ có chức quan tứ phẩm mà còn có hai vị kiều thê kề cận. Phải đại hình đại nhân à, sao không thấy hai vị phu nhân đến vậy? À không, do họ đi đường xa mệt nhọc, hơn nữa còn cộng thêm thai nhi ở trong bụng nên phải ở dịch quán nghỉ ngơi thôi. Thì ra đại hình đại nhân song hỷ lâm môn, hạ quan chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân. Đa tạ, đa tạ. Đại nhân, cạn chung, cạn chung. Đại nhân chết rồi. Chuyện gì không quản vậy? Vì quán bóng cháy. Đệ tử của ta. Nè, có thấy hai vị phu nhân của tôi không? Đại nhân à, khi chúng tôi đến đây lửa cháy lớn rồi, không thấy hai vị phu nhân. Diệp Phong biết rõ không? Chắc là cùng với đường tư thoát ra rồi. Tống đại nhân à, không chừng hai vị phu nhân đã ra ngoài từ sớm, lánh nạn ở đâu đó rồi. Tống tự, ta muốn cả nhà ngươi chết không toàn thây, ai cũng chết đau đó. Đại nhân à, chính tên các đã vào trong phóng quả đó. Tống tự, cuối cùng ngươi cũng hiểu đau khổ khi mất người thân rồi phải không? Ta đã bỏ thuốc mê trong canh của đương tử ngươi, bọn họ không ai thoát ra được đâu. Không ai thoát ra được đâu. Ngươi có biết hai vị phu nhân đang mang thai không? Hay lắm, thai sát bốn mạng, thêm nhiều người xuống dưới hầu đương tử của ta. Ngươi tưởng ngươi giỏi lắm sao? Vợ của ngươi cũng không bảo vệ được, ngươi chịu chết đi. Bao nhiêu trong đó chết chung với họ đi. Tôi đã hại chết hai người. Tôi đã hại chết hai người. Thượng thư đại nhân đại giáp, Tống Từ bất tài, nhờ có hoàng ân quan bái đề điển hình dục ti, hy vọng rửa quan trừ gian. Người không hy tâm, không bị quan ứng. Người không gian ác, không bị quả tai. Nào ngờ trời quá nhật tâm, Tống Từ không thể bỏ mặc thi nhi. Hổ Danh là người anh minh quyết đoán, nên cúi xin quy ẩn, mong được cảm thông. Hạ quan Tống Từ bái thượng. Ở chỗ này nè, đó, à, ở đây nè, đó, đó, thế nè, đó, đó. Hãy
Chú à, vậy chú khám nghiệm kỹ hai cá khô này nghe. Được rồi, cậu đi lo cho thiếu gia đó trước đi. Đúng mới mà. Vô dụng. Để tôi qua coi bển thế nào. Sao hả, còn kẹt không có gì chứ? Đây không sao Phi ca. Cậu mới làm bổ khoái được 9-10 hôm, thấy mấy con cá khô nên không quen thôi à. Từ nhỏ hay để thấy máu hay là thứ gì kinh tởm sẽ bị chóng mặt và nôn ngay à. Tới giờ vẫn chưa khắc phục được. Trời, vậy bắt cậu làm bổ khoái cậu cho cậu. Tổ tiên cùng cha và ba người anh của đệ đều là bổ khoái nổi tiếng. Đệ không được chọn. Ráng lên đi. Sao hả chú Hòa? Nhìn sơ cũng biết rồi. Có lẽ hai người này là loại đoán mạng của trận mưa đêm qua. Trông họ lạ lắm. Hình như không phải là người huyện này. Xem ra họ bị trôi giạt từ Mai Thôn qua đây. Nè, khiến về nghỉ trang trước. Nhận hàng này sâu. Dạo này nhiều người chết quá. Con sâu này bao nhiêu chỗ không ngủ, một hai ngủ trong quan tài. Huynh ngủ ở trong quan tài thì có đó, lông sàn của tôi mà, nó ăn sao quan tài kìa, ăn nói lung tung. Vì huynh đệ này không làm cậu sợ chứ. Sao lạ mặt vậy? À, hay lắm, giới thiệu cho cậu biết. Đây là tứ công tử của Triển bộ đầu chúng tôi, Triển Kiệt. Hân hạnh. Nè, con người này tên là Sâu, chuyên phụ trách thu dọn nhận xác ở đây. Thật ra tên tôi là Trâu Tử Long đó. Tên đẹp đó nghe. Ác có một ngày, Long chuyển phụng thôi. Nhưng mà bây giờ quần cũng bị lủng rồi. Hôm qua có khách tha phương đến nhận xác, chắc chắn cậu ẩm được mơ phải không? Chứ đừng nhắc tới nữa, nhắc tới là thấy tức à. Tôi đi mua trà rượu bánh trái vàng đèn đến cúng tế ổng, chứ có biết ông thử cho tôi nhiều 5 đồng tiền đó, lỗ vốn hết trơn. À, Sơn Huynh à, hôm nay đệ cũng có gặp người đó, lúc họ ăn trưa cũng chỉ ăn lương khô thôi hà, hoàn cảnh không khá giả lắm, Huynh thông cảm gì mà. Không ngờ cậu tốt bụng thiệt nha, cậu không có giống như cha của cậu không có lương tâm. Không được nói xấu Triển bộ đầu của chúng tôi à nghe. Không dám. Mau nhận hai món hàng đó trước đi. Sao chết à? Tôi kiểm tra rồi, đêm qua sấm sét đánh nát chiếc thuyền, bị đập trúng đầu chết ngạt thôi, nhìn mặt của họ chắc là người xứ khác à. Có nghĩa là nằm ở đây dài rồi, không ai tới nhận dài rồi. Thì đó. Được rồi, cứ để tôi lo cho. Này Sâu à, vậy cậu giải quyết luôn đi ha. Không lẽ Quỳnh giải quyết được sao? Được rồi. Không vậy thôi được à. Thôi đi. À, Sâu Quỳnh à? Hả? Quỳnh cầm đi mua giấy tiền vàng bạc cúng cho họ. Vậy sao được? Tôi đã nói cậu tốt bụng rồi mà, có lòng từ thiện. Nè, yên tâm đi, tôi sẽ lập tức mua hết giấy tiền vàng bạc đốt cho họ dài luôn. Làm phiền Quỳnh ha. Cảm ơn cậu Kiệt nha. Cậu Kiệt ở hiền gặp lành, đi cẩn thận nha. Hai người cũng có chút tài nha. Nhìn mặt mấy người sáng sủa đổ đến nỗi đoản mạng vậy chứ. Không biết trong người có cái gì không ha. Miếng ngọc đẹp quá. Huyện Tùng Sơn. Không ngờ miếng ngọc đó đáng giá 10 lượng bạc. Hứ, không lẽ đổi giận thật sao? Lần này con Sâu thành rồng thiện rồi. Tôi không bán cho cái ghế mổ heo này. Tôi đi giùm đi, ghế mổ heo. Tôi cứ vàng thật, bạc thật, mua y chi của huynh. Sao huynh không bán cho tôi? Cầm lấy đi. Cô làm ơn đừng có dùng tay lấy đồ của tôi nữa. Mỗi lần cô tới đây mua, nếu không nổi gió làm mưa buôn bán ế thì chóng mặt nhức đầu tìm đại phu à. Nè, huynh hồi đổ hay sao phải vậy cô? Cũng đâu có ai mua đồ của huynh đâu. Cô đi đi, cô làm ơn dùm đi ghế mổ heo ơi. Sao? Hay gì đại tiểu thư muốn mua yên chi sao? Khéo chọn thiệt nghe. Loại yên chi này nổi tiếng láng mịn, thoa lên da mặt cũng thấy mịn hơn đó ông chủ ha. Phải không? À, phải. Hai vị tự nhiên lựa đi ha. Đâu cần nói gì nhiều, cũng như thiếm trương trước kia vậy đó.
sắc mặt đẹp đâu bằng hai cô đâu. Cũng nhờ viên thịt heo dùng loại yên chi này thoa dùm cho bả, nên ai nhìn thấy cũng nói không có giống như người chết thôi. Loại yên chi này dùng để trang điểm cho người chết sao? Trời, chúng ta đi đi, đừng mua nữa. Nè, có phải hai vậy? Nè, có phải hai người muốn phá đám thôi không vậy? Quỳ cũng đang phá đám gì thịt heo vậy, phải không? Tôi đã cố tình chờ không có ai mới đến mua rồi. Tại bản thân Quỳnh gây trước rồi. Tôi sợ cô quá, được rồi, lửa đi. Phải rẻ đó kìa. Tiệm nhang đèn Dương Ký. Mẹ, con mới về. Má Châu ơi, má Châu, ăn cái hồng ngọt bảo đảm lại sức liền đó. Tự lâu mà cảm ơn con, từ nay đừng phí tiền như vậy nữa nha. Hắn nói mỗi ngày tiêu 3 lượng, mẹ không cần tiết kiệm giùm hắn. Dư thịt heo này lúc nãy mới dậy dùm cho muội, lát nữa còn sữa ngói dùm cho muội nữa, vậy mà dám lẻo mép. Muội lập tức đi xách nước chuẩn bị bữa cơm, nấu sẵn canh luôn đi, được không? Tôi đã chuẩn bị từ sớm rồi, để sẵn ở trong đó, muội đừng có trốn nha. Con nhờ người ta làm gì còn nạt người ta nữa. Thôi bỏ đi, cổ coi con là người trong nhà mới nói với con vậy thôi. Đích thực con là người trong nhà mà. Nếu không tại trận đại dịch đó thì đại ca của con đã cưới Cọc Châu rồi. Vài hôm nữa là đến ngày kỵ của song thân và đại ca của con. Thì đó, mới đó đã 15 năm rồi. Thật ra sống chết có số định sẵn rồi. Không chừng tất cả họ đã đầu thai hết. Cho nên má Châu cũng đừng có buồn quá. Quan trọng là người sống sung sướng phải không? À phải, giờ này có ai đến dạm hỏi Ngọc Châu chưa? Từ lúc 5 năm trước, người đính hôn với Ngọc Châu rụt qua đời, không còn bà Mai nào dám đến hỏi nữa. Số của Ngọc Châu khổ thì. Dân chúng ở đây đúng là thất đức á, gọi cổ là ghế mổ heo, nghe sao cũng thấy tức nữa. Lâu rồi không được ăn non vậy đó, ngon thiệt á. Tử Long à, rảnh rỗi con cứ qua đây ăn cơm nha. Dạ được mà. Quang Ngô, nếu không tại hắn sửa mấy nhà giùm cho mình hả, con không hơi đâu mà cho con sâu này ăn. Con sâu này không chịu được đâu. No quá. Gì thì theo à, không cần tiễn nữa. Cẩn thận nha. Đi ha. Nè, gặp con thiệt hay quá. Nghe mẫu heo, xin lỗi. Có mối khách cho con rồi. Cái gì? Không, quán trọ của chúng tôi có một khách nữ ăn uống bị mắc cổ chết, lại còn một xác hai mạng. Chồng cổ muốn lo hậu sự cho cổ, cái xác là chuyển tới nghĩa trang rồi, cho nên muốn nhờ cô trang điểm cho cổ vậy mà. Cũng được. Dâm tặc đâu, là ba dâm đó. Nè, qua bộ bụi đi. Ngược tay lại, ta dâm tặc chết tiệt. Ngược tay lại chưa? Ngược tay lại. Dâm tặc. Ta dâm tặc chết tiệt. Xác sống lại. Cái gì? Đứa nhỏ này vẫn còn sống. Nè, ông đã chết rồi mà. Ông là người hay ma vậy? Bản thân tôi cũng không biết. Nè, ông là ai vậy? Sao ông biết? Ông nhìn tôi đi. Sao ông biết đỡ đẻ cho người chết vậy? Thì đó, hả? Rõ ràng ông đã chết rồi mà. Ông chết rồi sao còn sống là vậy? À phải, ông là ai? Câu danh quý tánh là gì? Hai người có thấy miếng ngọc của tôi không? Tôi không biết nha. Ông bị bổ khoái coi như xác chết khi tới đây rồi nằm ở đó luôn. Tôi không hề động tới ông. Ai biết đâu. Ông được người ta vớt lên qua tay nhiều người quá, cái gì cũng bị người ta lấy hết rồi. Đâu có. Thôi bỏ. Bỏ đi. Đi đâu vậy? Hết nè. Người này là ai? Sao kỳ lạ quá vậy? Không ngờ hai người chịu đỡ đẻ giùm nương tử quá cố của tôi.
lúc gì thì theo trang điểm cho nương tử của ông á. Vừa thấy nương tử của ông bị dở túi ối, cổ lợi hại lắm, đón đúng đứa nhỏ trong bụng vẫn còn hy vọng đó. Cũng nhờ đứa nhỏ chưa đến số chết thôi. Ghế mổ heo à, lần này coi như cô đã làm được một việc thiện đó. Quỳnh mới nói gì? Tức là vậy, chúng tôi trổ hết tài nghệ, làm tới mồ hôi đầm đìa mới cứu được đứa nhỏ ra đó. Nhưng mà dù sao, mấy chuyện này á, cứu mạng người còn hơn xây 17 cảnh chùa phải không? 7 cảnh thôi. Sao cũng được mà. Chúng tôi cực khổ một thời gian rồi, ông thấy đứa nhỏ có dễ thương không? Đại nạn bất tử chắc chắn sau này sẽ giàu sang phú quý đó. Chỉ cần nhìn lỗ mũi cao cũng đủ biết sau này dư tiền dư của. Tôi cảm kích hai người lắm. Dạ, đây là 10 lượng bạc, gọi là lòng thành, hai người nhận dùm. Không cần đâu. Tôi tưởng được ông rời khỏi viện Tùng Sơn rồi chứ. Đứa nhỏ đó đã trả về cho cha của nó rồi. Cha con họ đoàn tụ rồi, vui mừng lắm. Vậy thì sao? Đời người nhiều đau khổ. Cho dù tôi cứu được đứa nhỏ, cũng chưa chắc là điều tốt. Không thể nào, chết cũng không bằng sống lại mà. Tôi thấy hình như là ông đã gặp những chuyện rất buồn. Cái áo mà ông cũng bán rồi sao? Không đủ lộ phí phải không? Thật sao ông định đi đâu? Bản thân tôi cũng không biết mình muốn đi đâu. Nếu như biết thì cô nói tôi biết đi. Nói chuyện dòng dò khó hiểu thì đâu có biết mình muốn đi đâu. Cô không có biết thì đừng có làm phiền tôi. Hay là uống rượu với tôi đi. Gái mổ heo, sao hèn hạ quá vậy, cả ăn mày cũng ưng hả? Đi tiền. Tránh ra. Trời ơi, trời ơi, coi nè, đáng sợ ghê đó nghe. Trời ơi, hết đồ ra thì biết ngay thôi. Làm gì vậy? Đừng la mà. Đừng la, cứu tôi ra. Cứu tôi, cứu tôi ra. Cứu ra, con này có đời. Cứu tôi ra. Bố ra. Hồng Nhan tri kỷ của Phụng Tam công tử này, các người cũng dám ăn hiếp sao? Người giỏi lắm, liều hồn. Không sao chứ. Cũng may là có cô thôi, ý y hắn thì chết rồi. Càng lúc tôi càng ghét người đó đó. Phụng ạ, chúng ta lập tức rời khỏi đi đi. Cũng được, đến lúc đó hai chúng ta đều không lấy chồng, ráng kiếm thêm ngân lượng mua căn nhà cho bà cô thiệt là lớn. Đến lúc đó chúng ta không cần đến xỉa đắp đàn ông túi đàn ông tệ để tôi vẽ thêm râu cho cô. Hai cô gái này tuổi vẫn còn trẻ, sao lại nói những chuyện này chứ. Cứ mẹ à, phải Châu à, gửi lại tiền nhang đèn đồ cúng cho con đi nè. Cảm ơn cô. Cho cô gửi lời hỏi thăm má Châu nha. Dạ, được rồi, không cần tiếng nữa. Đi cẩn thận đó. Biết rồi. Mẹ, con thám thính được rồi. Thì ra hả, bà Hoàng đó keo kiệt lắm. Bà có một người chồng tên là Bác Hoàng, chết cách đây 2 tháng, để lại cho bà rất nhiều gia sản. Nhưng mà bà lại chiếm giữ hết, không chia cho con cái. Con của bà tội lắm nha. Một người á thì bán bánh tiêu nè, người còn lại thì bán rau cải đó. Quan trọng nhất là phải biết tại sao bà đến Thần Cơ Diệu Toán Đường tìm mẹ. Con biết hết rồi. Mấy đêm nay bà Hoàng nằm mơ thấy Bác Hoàng về. Nhưng mà Bác Hoàng muốn nói chuyện với bà lại không nghe được gì. Cho nên trong lòng bà không yên, muốn tìm đến mẹ. Sao có nhiều tượng thần thờ chung chỗ vậy? Bổn pháp sư 3 tuổi bị té xuống núi, cũng may có Quyền Mẫu nương nương đến cứu giúp. Còn nói bổn pháp sư có duyên gặp nương nương nên nhận làm nghĩa nữ, tiện cho chư thần tới giúp đỡ. Cho nên ai cũng nói cô Hương có đạo hạnh cao thâm. Bà có khó khăn gì thì cứ nhờ cô chỉ dạy. Bà không cần nói. Vậy bổn pháp sư nói, 2 tháng trước bạn đời của bà đã qua đời, mấy đêm nay bà luôn mơ thấy ổng phải không? Pháp sư, vậy thì bà cũng biết sao? Lập tức đưa Hoàng Hòa tới diện kiến. Bác Hoàng đến đó.
Bà Quyên. Ngồi bà kia. Có phải là ông Hòa không? Tôi không có quần áo để thay, xấu hổ chết được. Tôi biết, tôi sẽ đốt thêm quần áo cho ông ha, ông yên tâm đi. Đối xử hai đứa con của tôi đàng hoàng đi. Tôi biết. Trời ơi, cô Hương này linh thiệt nha, tôi không có nói gì hết đó, bà cũng biết hết mọi chuyện. Dĩ nhiên rồi, bây giờ bà nhờ cô Hương cúng chay giùm cho bà vậy là tốt rồi. Pháp lực của cô Hương cao thâm lắm. Đám quỷ sai cũng phải đợi lệnh của cổ nữa đó. Cũng như bác quan quá cố của bà vậy, xuống âm tàu địa phủ, cổ cũng mời được lên đây. Thì đó, tôi không có dám tiết kiệm nữa đâu, tôi sẽ cúng thêm quần áo cho ông. Như vậy cũng tốt. Cảm ơn bà nghe. Trời ơi, cậu tới thần cơ diệu toán đường tìm cô Hương đi, chạy đi. Cô Hương à, cô... Ai muốn tìm cô Hương? Cô làm ơn, tôi muốn tìm nương tử tôi đó, Nhiếp Phong với Đường Tư. Tôi nhớ họ lắm, tôi thực sự rất muốn gặp họ. Cô làm ơn đi mà, tìm họ giùm tôi đi. Tôi nha. Không phải là cô Hương. Ủa, vậy cô Hương đâu? Cô Hương cũng không muốn gặp ông, trừ khi ông có 10 lượng bạc. 10 lượng bạc nhiều quá vậy? Phải. 10 lượng bạc nhiều lắm. Không có thì đi. Trời ơi, đi nè. Cô làm ơn thông cảm đi. Nè, chừng nào có bạc mới đến nha. Đừng có làm phiền nữa, đi. Thì cô thông cảm đấy mà. Đi, làm ơn, đi. Trời ơi, đừng có ồn quá. Nè, đi, bộ tính nằm giả sao vậy? Đi. Là phiền. Trời ơi, đi, có bạc thì mới đến đây. Đi. Nè, Phong à, chuyện gì vậy? Nói cho mẹ biết nha, tên này hả, đúng là khốn kiếp. Hôm đó Viên Thịt Heo bị ăn hiếp hả, hắn cũng không chịu cứu cổ. Lần sau hắn mà đến hả, con dùng chổi đuổi hắn đi đó. Cô Hương à, cô Hương. Vị thí chủ này tôi có thể giúp được gì? Tôi muốn tìm cô Hương. Mời ngồi. Bà tên là gì? Tôi tên là Má Ngưu. Chào bà. Tôi đến tìm cô Hương là muốn thỉnh giáo cổ liên quan đến chuyện kế tục Hương Đăng của con tôi. Bà yên tâm đi, có khó khăn gì hả, cô Hương cũng có thể giúp cho bà. Nhưng mà vậy, hiện giờ cô Hương đang bận làm pháp sự, không có thời gian. Hay là vậy đi, bà để lại nơi ở của bà để chúng tôi có thời gian thì báo với bà. Xin lỗi Đường Tư, luôn cả miếng ngọc bồi tặng cho huynh cũng làm mất rồi. Nhiếp Phong, huynh biết huynh rất thích ngắm hoàng hôn. Nhưng bây giờ chúng ta không thể cùng ngắm nữa. Con à, sao mỗi lần mẹ nhắc chuyện cho thằng Ngưu lập thiếp, con luôn diễn lý do bỏ đi là sao? Mẹ à, chồng của con đã nói là không lập thiếp rồi mà. Nè. Nương tử. Mẹ à, thật ra chúng ta là dân nghèo, làm gì có tư cách lập thiếp. Mụ nghèo thì không cần kế tục Hương Đăng hay sao? Con có nghe không? Bất hiếu hữu ta mà vô hậu di đại. Nương tử của con lúc nào cũng ăn nói nhỏ nhẹ, hễ nói đến chuyện con lập thiếp á, thì gần như là muốn nuốt chửng con vậy. Thật ra con cần gì sợ nó chứ? Ông không sao chứ? Ăn đi. Cầm đi. Cảm ơn. Không có gì. Cứu tôi với!
cô Tẩu, cô ca bị sao vậy? Tôi không biết. Cô ca tắt thở rồi. Tại sao lại như vậy chứ? Ngưu, tỉnh lại đi mà. Tôi gọi người tới nha. Ngưu ơi, tỉnh lại đi mà. Ngưu, mình đừng bỏ rơi muội mà. Ngưu ơi, tỉnh lại đi. Tránh ra đi, tránh ra, tránh ra, coi cái gì, có cái gì đâu mà coi, tránh ra. Tránh ra đi mà, có gì đâu coi, tránh ra. Nhìn Ngưu Tẩu hiền lành không lý nào là giết chết chồng của mình chứ. Gì đó. Con ông ấy độc ở đuôi mà, độc nhất lòng dạ đàn bà thôi. Hình như họ vì chuyện lập thiếp nên gây ra tai họa đó. Tôi không có giết chồng mà, tôi không có giết chồng, tôi bị quan mà. Đây, đây, đây. Tôi bị quan mà. Tôi bị quan mà, tôi không có giết chồng. Đây, đây, đây. Tôi bị quan mà. Tôi bị quan mà. Ngưu ơi. Tôi bị quan mà. Tránh ra đây. Tôi bị quan mà, tôi không có giết chồng. Tránh ra, tránh ra. Coi cái gì mà coi. Ê trời ơi, nếu không mua thì đừng có phiền tôi. Đừng có phiền tôi buôn bán mà. Đừng có phiền tôi kiếm tiền. Thiệt tình là tránh ra. Tránh ra. Đi đi. Trời ơi phiền quá. Đừng có phiền tôi buôn bán mà thiệt tình. Ê. Nè, ông sao vậy? Ê. Nè, ê. Ê. Trời trời, ông nằm lên chân của tôi rồi. Đau quá nè. Chết tịch mập này. Trời ơi. Đau muốn chết được à. Ê, ông sao vậy? Nè. Tí tí à, làm ơn phụ tôi đỡ ổng dậy đi. Đại ca à, ổng bị xỉu rồi. Đại tí, làm ơn đi. Làm ơn phụ tôi đỡ ổng dậy đi, ổng xỉu rồi. Thì đừng có la lối ông xòm ở đây nữa, làm phiền tôi buôn bán à. Ai cũng mặc kệ, không lẽ mình không lo. Mặc kệ ông chết ở đây đi. Sao ạ? Ra phụ tôi với. Tới liền, chuyện gì vậy? Nè, giết tôi theo. Lão mập này chết thiệt rồi hả? Nếu tôi bỏ mặt để ổng nằm ở ngoài đường thì ổng sẽ chết thiệt đó. Đưa tới nhà mồ cũng chẳng ai lo. Tôi bỏ đi. Ổng cũng hạp với tôi lắm. Mặc cho ổng nghỉ ngơi nghỉ trang đi. Để ổng tỉnh rồi mới tính. Lão mập chết tiệt này. Lần nào gặp hắn á cũng cắt trúng tôi. Lại trở về nghĩa trang. Không lẽ mình có duyên với nghĩa trang vậy sao? Vậy sao? Ông có duyên với nghĩa trang lắm sao? Sao hả? Lúc trước cũng về nghĩa trang hả? Tên gì vậy? Nè, hỏi hắn cũng vô ích thôi. Nhìn mặt của hắn đi. Không phải đạo tặc thảo khấu thì là tội phạm triều đình. Đừng hở một chút móc người ta nữa. Nè là gì? Dù sao tôi cũng là ân nhân cứu mạng của ông. Bây giờ ông bị đập trúng đầu, giá nào cũng phải ở đây 8-9-10 ngày đó. Nè, không lý nào sáng tối gặp mặt cứ gọi ông là ê, ê, phải không? Cậu gọi tôi là tên quan tài được rồi. Gì? Tên quan tài hợp với nghĩa trang nhất đó. Hèn gì huynh có duyên với nơi này lắm đó. Nè, tôi tên là Trâu Tử Long. Một ngày nào đó rồng bay lên trời nên còn gọi là con sâu. Cô đừng móc họng tôi nữa, cô được không? Như thế theo. Ê, tôi tên là Nguyễn Ngọc Châu. Nhưng mà ông không cần nhớ, từ nay tôi không muốn gặp ông nữa. Thôi bỏ đi, mặc kệ cổ. Sâu, sâu à, sâu, dân hàng nè. Miệng của cậu đúng là xui xẻo. Chuyện gì nữa? Dạo này có nhiều người chết thật rồi. Để coi ai là đi vắng đây, đi, đi. Không biết bài nữa. Ê, để xuống, để xuống. Khách đến nhà. Ngưu ca. Tự nhiên sao Ngưu ca chết vậy? Y mình khỏe lắm mà. Với lại Ngô Hiểu Phi à, Ngưu ca chết để ở nhà được rồi. Có vợ và má của ảnh lo được rồi, đưa tới nghĩa trang làm gì? Cậu hỏi chú Hòa đi. Sao vậy chú Hòa? Lần này thiệt tình nói ra cậu cũng không tin. Cậu Ngưu bị vợ hạ độc chết. Hả? Bây giờ má Ngưu bị bệnh rồi, còn phải chờ con của bà về đây lo hậu sự giùm cho cậu Ngưu. Hiền chi, lúc nãy thấy Ngưu Tẩu bị giải đi. Nhưng mà Ngưu Tẩu đâu có độc như vậy. Thì đó. Tri nhân, tri diện, bất tri tâm nè. Họ có nhiều nguyên nhân, sao không khám nghiệm lại lần nữa? Ôi, cần gì khám nữa. Chú Hòa này có kinh nghiệm khám tử thi hai mấy năm trời rồi, tuyệt đối là không có vấn đề gì. Chính là ông, ba ngày trước ông cũng nói tôi tắt thở chết rồi.
Bây giờ tôi đang đi lại đàng hoàng đây nè, ông không nhận ra tôi sao? Tội hàng chỉ thấy quen như vậy thì ra ông là nạn nhân chết trôi đó hả? Này, sao ông sống lại vậy? Ông chưa có chết đó. Chết thật chết giả cũng không phân biệt. Ông làm ngọ tác vậy sao? Sâu à, cậu lo cái xác này nha. Hả? Bữa khác tôi mới đến gặp cậu. Xin chào mổ đầu. Cái còng tay này reset cũ mềm. Bắt tội phạm bình thường thì không sao. Nếu bắt nhầm đại đạo giang hồ, chắc chắn sẽ có chuyện. Xin lỗi bộ đầu. Hôm qua tôi đã biết cái còng này có vấn đề, cho nên cột sợi chỉ đỏ chuẩn bị đem đi sửa. Chẳng qua mọi người không để ý đem treo lầm thôi. Không biết là được rồi. Chỉ kịp, lệnh bài của con đâu? Nếu lần sau còn tái phạm, thì phạt chạy 30 vòng ở giáo trường. Dạ biết thưa cha. Khi làm công việc phải gọi là bổ đầu. Quên rồi sao? Dạ, bổ đầu. Vụ án ngưu tẩu độc sắc thương phu điều tra đến đâu rồi? Chú Hòa đã kiểm chứng rồi, con ngưu chết do trúng độc. Mấy hôm trước ngưu tẩu có đi mua thuốc chuột. Dạo này cũng vì chuyện lập thiếp, hai vợ chồng có xảy ra tranh cãi. Động tác giết người và nguyên nhân chết đều ăn khớp. Vì vấn đề thận trọng, ta nên đến nhà cậu ngưu điều tra kỹ lưỡng thêm một lần. Dạ. Thưa Thuyền bổ đầu, ông không cần điều tra làm gì nữa. Chắc chắn là người đàn bà độc ác đó giết chết thằng ngưu con của tôi. Mà ngưu, bà yên tâm, chúng tôi không để cậu ngưu chết hoàn độc. Tội nghiệp quá. Bây giờ kẻ đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. Có bao nhiêu thuốc chuột mới giết được một người? Kiệt, đã dặn không được tái máy. Bỏ xuống đi cô Kiệt. Đúng rồi, chắc chắn là người đàn bà độc ác đó trộn vô cơ đưa cho thằng ngưu ăn rồi. Đường mai cũng đẹp lắm á. Má ngưu à, có phải ngưu tẩu mai áo này cho ngưu ca không? Cái con đàn bà này chuyên làm những chuyện che đậy. Nếu ngưu tẩu muốn giết ngưu ca, không lý nào còn tâm trí đi may áo cho chồng. Nè, có một cái xác. Hả? Phải chưa? Ê, trời ơi, là hai con chuột chết. Chuột chết thôi phải không? Trời xui quá đi. Nè, tìm thử xung quanh. Dạ. Giết được hai con chuột phải cần bao nhiêu thuốc chuột vậy? Đè quan tài. Gì vậy? Đâu có. Tôi thấy chiếc chiếu của y bị lệch, định đắp ngay ngắn vậy. À, cơ bộ huynh cảm thấy thoải mái lắm nghe. Không sợ xác chết, không sợ mùi xác. Quan tài, đúng là quan tài đó. Huynh đặt tên không sai chút nào hết. Người chết có gì đáng sợ? Họ không hại mình, cũng không lừa mình, càng không gạt mình. Theo tôi thấy người sống còn đáng sợ hơn. Họ sẽ hại mình nhà tan cửa nát, hại mình phải đến sống không bằng chết. Huynh nói chuyện có vẻ như rất có lý. Thật sự không thể ngờ được đó. Có phải huynh là cao nhân thế ngoại không? Cao nhân thì không phải, phế nhân thì có phần tôi. Sao? Họ có dự định khám nghiệm lại lần nữa không? Tất cả mọi người đều khẳng định ngưu tẩu hại chết chồng đó, không có khám nữa. Nè, huynh có tài đỡ đẻ giùm người chết. Có phải huynh phát hiện được gì từ xác của ngưu ca không? Không có. Nếu có thì huynh nói đi. Nếu mình tìm được bằng chứng cụ thể, huynh nghĩ có khi nào mình được thưởng không vậy? Nè. Tống đại nhân, tại mẹ tôi gian này tôi kết thúc giùm mẹ. Tại sao ông không chịu buông tha tôi? Tống đại nhân, ông biết số tôi bị oan mà. Tại sao ông lại thấy chết mà không cứu vậy? Tống đại nhân,
Ông đã bức tử tôi, ông đã bức tử tôi. Tại ông bức tử tôi, tại ông, tại ông hại chết tôi. Tại ông, tại ông, tại ông, tại ông. Luca, xin đừng trách tôi. Lưỡi với cổ họng không bị thâm, có nghĩa là không phải chết vì trúng độc.